Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ điểm qua một số mẫu ly cũng như là một số bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Cover và thương hiệu Denon để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về những mẫu sản phẩm này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là những sản phẩm đến từ thương hiệu Cover. Và trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về chiếc âm ly Cover có model là CM1090. Đây là dòng model rất là nổi tiếng và thành danh. Về cách thiết kế tổng thể ở mặt trước thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái đồng hồ VU được bố trí theo kiểu dạng giọt nước. Khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đưa ra loa thì hai cái kim vẩy này nó sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc, nhìn rất là đẹp. Và điểm đặc biệt đối với dòng model này thì các bác nhìn thấy nó trang bị cho chúng ta một cái nút chỉnh mid này. Ngoài việc nút chỉnh bass này, nút chỉnh treble này thì nó lại trang bị cho chúng ta một cái nút để chúng ta có thể chỉnh được giải mid. Một cái UI rất là tuyệt vời của đối với dòng Cover CM1090 này. Với tình trạng của nó thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi. Và đối với chiếc âm ly này thì nó sử dụng 4 sò Toshiba. Chiếc âm ly này thì có mức giá là 15 triệu đồng. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc PAL Cover có model là TFM55. Đối với dòng này thì ở mặt trước nó cũng sử dụng hai cái đồng hồ VU được bố trí rất là to. Đây là chiếc PAL các bác nhá. Nếu như các bác kết hợp thêm một chiếc dề nào đó hay là các bác có thể sử dụng một chiếc lọc xì để có tính năng làm dề thì các bác có thể kết hợp với chiếc PAL này rất là tuyệt vời. Hoặc là các bác có thể kết hợp thêm một chiếc vang vào đây. Đấy, với đưa xuống chiếc PAL này. Các bác đánh với những cặp loa Bose hay là những dòng loa Vega thì các bác được một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát thì rất là chất lượng. Và đây là chiếc PAL có công suất rất là lớn, các bác có thể đánh với rất nhiều dòng loa khác nhau. Và chiếc PAL Cover TFM55 này thì có mức giá là 12 triệu đồng. Đối với dòng Cover thì các bác thấy nó được thiết kế có cái cách na ná giống nhau. Đều sử dụng ở mặt trước là cái đồng hồ VU tròn được bố trí theo kiểu dạng giọt nước như thế này. Bên này thì các bác thấy đây là bộ kéo đẩy Cover gồm có chiếc PAL là TFM35X và chiếc dề là C5 và ở phía trên cùng đây là chiếc đầu CD360. Đây là bộ 3 sản phẩm thì các bác thấy vừa sử dụng nghe nhạc từ đĩa CD và ngoài ra thì các bác kết hợp thêm vang, mic nữa, như là các bác kết hợp với những dòng loa nào mà hát được karaoke thì các bác sử dụng bộ cấu hình này đánh với những dòng loa đó rất là tuyệt vời. Đặc biệt là những dòng loa Bose, các bác đánh những dòng Bose 601 trơn, 601 CD2, 601 CD3, rồi là 701 10.2 vân vân. Đánh với dòng loa Bose thì các bác biết rồi, nó đem đến tiếng bass của nó mềm, có độ ngân rất là hay. Về phần chung chép tiếng rất là trong, sáng, giúp cho chúng ta nghe nhạc cũng như là hát karaoke rất là tuyệt vời trên những sản phẩm đến từ thương hiệu Cover như thế này. Và đối với chiếc đầu CD360 này, đây là chiếc đầu được thiết kế rất là đặc biệt. Trong bộ cửa đĩa này này, đấy, các bác thấy thì nó cho chúng ta có thể để được 5 đĩa vào. Đấy, tức là chúng ta có thể cho 5 đĩa vào và các bác muốn chạy đĩa nào thì các bác có thể ấn ở đằng trước này. Các bác nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, như các bác cho 5 đĩa vào 5 ổ thì các bác ấn số 5 này thì nó sẽ chạy lên đĩa 5. Đấy, nếu như các bác thích chạy đĩa 1 thì các bác ấn về đĩa 1. Và bộ kéo đẩy Cover này thì có mức giá là 26 triệu đồng. Đối với chiếc PAL và chiếc dề là 26 triệu đồng và tặng kèm cho các bác chiếc đầu CD360 này. Và đối với chiếc PAL 35X này thì nó có công suất thổi ra là 250W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm và 350W đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm. Bên này thì các bác nhìn thấy đây là một bộ kéo đẩy Cover cao cấp hơn so với dòng 35X. Đó chính là chiếc PAL A500X và chiếc dề là C15V. Các bác đều đã biết rồi, đối với các sản phẩm thuộc dòng V và dòng X thì luôn luôn được những người chơi audio đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh. Đối với chiếc PAL A500X này thì các bác thấy nó có công suất thổi ra là 250W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm và 400W đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm và 750W đối với những dòng loa có trở kháng là 2 ohm. Đây là chiếc PAL có khả năng đánh xuống đến 2 ohm các bác nhé. Ở mặt trước nó cũng sử dụng hai cái đồng hồ VU này. Đấy, được bố trí theo kiểu dạng giọt nước. Khi chúng ta bật nguồn lên cũng như là mở tín hiệu đưa ra loa để hai cái kim vẩy nó nhún nhảy theo điệu nhạc nhìn rất là đẹp mắt. Đây là chiếc dề C15V. Và các bác thấy bộ kéo đẩy này thì nó có vỏ gỗ bọc bên ngoài nhìn rất là đẹp. Các bác kết hợp với những dòng Bose 601 CD3 phiên bản màu vàng thì các bác thấy để lên nhìn nó rất là cùng tông với nhau. Màu vàng nhìn rất là đã mắt. Các bác chỉ cần thêm một chiếc vang cũng như là một bộ mic nữa là chúng ta được một bộ vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời rồi. Và đối với chiếc dề C15V này, đây là một trong số những dòng dề đem đến cái chất lượng âm thanh rất hay
Nó lọc 3 dải âm nghe rất là rõ nét và chi tiết, tiếng rất sạch, rất trong, rất sáng. Đây là bộ kéo đẩy thì các bác thấy rất là đáng chơi. Và bộ kéo đẩy này thì có mức giá là 29 triệu đồng. Đó là những chiếc Pau, những chiếc Amri và những chiếc Dề của hãng Cover. Đây là những sản phẩm các bác đánh với những dòng loa Bose thì phê lắm các bác nhá. Nếu như các bác nào mà chưa trải nghiệm thì các bác có thể nhanh tay lên để sở cho mình những sản phẩm đến từ thương hiệu Cover như thế này khi chúng ta đánh với những dòng loa Bose hay là những dòng loa của Vega, rất là tuyệt vời. Ở phía bên này các bác nhìn thấy đây là chiếc Amri Denon PMA 1500R 25 mã. Đây là những dòng Amri các bác nhìn thấy nó sử dụng là mặt màu bằng chanh, được thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là phù hợp cho bác nào trong không gian phòng không quá rộng này, và đặc biệt là kệ của nó không quá lớn, các bác có thể sử dụng những chiếc Amri như thế này. Nó được thiết kế rất là gọn gàng. Và đây là những dòng Amri đời cao có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất là về trở kháng rất là thấp, từ 4 đến 16 ohm, và khi các bác đánh hai cặp loa cùng một lúc thì sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Và đây là những dòng Amri sử dụng công nghệ Ultra và sử dụng sò MOSFET, đem đến âm thanh rất là tơi, tiếng rất sáng. Và các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa của BVK này, những dòng loa Elac này, rồi là những dòng loa Lipsandwich này, hay là những dòng loa của kể cả những dòng loa của Bose đấy. Các bác đánh rất hay, đem đến âm thanh rất tuyệt vời. Và chiếc Amri này thì có mức giá là 12 triệu đồng. Đây là chiếc đầu CD thì có mức giá bình dân thôi, 7 triệu đồng. Đó là dòng model 1650R. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là 4 chiếc Amri Denon PMA 2025 mã, 2035 mã và 2045 mã. Nó đến dòng Amri Denon thuộc phân khúc dòng 2000 series La Mã thì các bác biết rồi, nó có những dòng 2000 trơn cho tới những dòng 2004 La Mã. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng của Yamaha còn 3 mẫu series 2002 La Mã, 2003 La Mã và 2004 La Mã. Về cách thiết kế tổng thể ở mặt trước thì nó đều sử dụng mặt màu vàng chanh, và các bác nhìn thấy các chế độ nút của nó thì các bác thấy nó được bố trí để giống nhau. Đó. Các bác nhìn thấy đây là dòng 2002 La Mã này. Về tình trạng của nó thì các bác nhìn thấy tuyệt vời rồi. Những cái tia trên cái núm điều chỉnh còn sáng bóng, còn rất đẹp, mặt mũi vẫn còn sáng choang, các nét chữ thì còn rất là rõ nét. Đây là dòng 2004 La Mã. Những dòng Amri này thì nó sử dụng hai tăng phô nguồn được bố trí nằm ở chính giữa, mỗi một tăng phô nguồn phụ trách dành riêng cho một vế, và nó đều sử dụng 4 sò MOSFET. Và đối với chiếc Amri Denon 2025 mã này thì có mức giá là 15 triệu 500 nghìn đồng với tình trạng các bác miễn chê nhé. Rất đẹp, kể cả từ cái con ốc. Còn đối dòng 2045 mã này thì có mức giá là 19 triệu đồng. Tiếp sang phía bên này các bác nhìn thấy đây là hai chiếc 2035 mã này. Đối dòng này thì có mức giá là 18 triệu đồng. Các bác thấy đây, đây là về tình trạng của nó đây. Con ốc của nó các bác nhìn thấy vẫn còn đẹp. Nói chung những dòng sản phẩm như này trên thị trường thì nó cũng có nhiều mức giá khác nhau, nó tùy vào cái tình trạng của sản phẩm. Rất đã mắt. Sang đến bên này các bác nhìn thấy đây là dòng 2000, xin lỗi các bác, đây là dòng 890DG. Đây là những dòng Amri thuộc dòng 2-1, vừa là chiếc Amri ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Đây là dòng Amri cũng được rất nhiều bác yêu thích. Và chiếc Amri này thì có mức giá là chưa tới 20. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là dòng Amri Denon 980 này, phiên bản Black màu đen. Đối với dòng này thì có công suất rất là lớn, các bác có thể đánh với những dòng Bose 601 Series 3 này cũng rất là tuyệt vời. Đối với dòng này thì nó đem đến tiếng bass của nó rất là sâu, tiếng bass rất là chắc. Tiếp theo ở phía trên đó là dòng Amri Denon PMA 940V. Đây là những dòng Amri thì được rất nhiều bác biết đến rồi. Tiếng bass của nó rất là chắc, tròn, rất là gọn. Và chiếc Amri 940V này có mức giá là 17 triệu đồng. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này thì em cũng điểm qua một số mẫu Amri cũng như là bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Cover và thương hiệu Denon để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu về những mẫu sản phẩm này. Và cuối cùng thì các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Và sau đây cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip lại ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.